Vâng, em Quốc Hùng xin chào toàn thể tất cả các bác. Hôm nay thứ sáu ngày 15 tháng 10 thì bên Nam Thanh Quốc Hùng lại cập bến về được hai sản phẩm, đó là những dòng sản phẩm cực kỳ là chất lượng và hay của dòng cover. Thì dòng này có model là BM14. Hôm trước em về được 3 con. Như này, một con là chạy điện hàng mấy nồi, chạy điện 120V. Và hai con là dòng xúc Âu chạy điện là 230V. Thì hôm nay thì tiếp tục em lại về được hai sản phẩm đến từ cái hãng Cover của Mỹ xuất sang thị trường châu Âu, chạy điện là với phiên bản chạy điện là 230V như này. Đấy. Thì gần đây thì chủ yếu chúng ta sẽ về những cái dòng mà sản phẩm mà chạy điện xuất sang thị trường châu Âu rất là nhiều, vì cái đường hàng hải mà vận chuyển từ bên Nhật về điện 100, 120 thì nó rất là khó khăn, nên chúng ta nhập hàng về bên đường đó thì nó rất là hạn chế. Đấy, nên bây giờ thì chúng ta sẽ chơi những dòng xuất sang thị trường châu Âu, thì nó có dòng điện 230V phù hợp với dòng điện Việt Nam mình là 220V, thì rất là tiện lợi và đánh cực kỳ là dễ dàng, không sợ chập cháy nổ như nè. Đấy, nên là không sợ cắm nhầm điện, nên là anh em rất là thích về những cái dòng 230V này, rất là tiện lợi luôn. Về cái tuy là hai phiên bản khác nhau về nguồn điện, nhưng mà tất cả những cái chỉ khác nhau về nguồn điện thôi nha, còn tất cả chất âm được ra ngoài ra thì nó giống như nhau hết, không có khác gì hết nha, nên là anh em không cần phải lăn tăn về những lăn tăn hỏi em về những cái dòng sản phẩm chạy điện 120 thì với 230 thì cái dòng nào hay hơn. Thì thông báo với anh em thì về chất âm nó thì như nhau, không có khác gì hết, chỉ là nó xuất sang thị trường nào thì nó chạy dòng điện nó thôi. Ví dụ như xuất sang Nhật thì chạy 100, ở Mỹ thì chạy 120, còn xuất sang thị trường châu Âu chạy 230, 240, đúng không? Rồi thì đi vào vấn đề chính phiên của hai sản phẩm hôm nay, thì đó là cover BM14, em lại về được hai con đẹp xuất sắc. Dòng này là một phiên bản lân cận với Boss 1008, sở hữu một cái ngoại hình giống y chang là Boss 1008 luôn, không khác gì anh em về cấu tạo, về rụt ra không khác gì, chỉ khác về màu sắc. Con hai con này là màu đen, còn Boss là màu xám xanh ghi. Hai sản phẩm bên em về thì cực kỳ là đẹp luôn nha anh em. Em sẽ tháo nắp ra cho anh em xem về ra bên trong. Mà đem tiếng chọn về cho anh em chơi thì bao đẹp, bao mới luôn. Đây nha anh em, hàng bao phê luôn, cực kỳ là đẹp. Thì nó giá khác gì là Boss 1008 Series 6, cũng không khác gì với Boss 1008 Series 5. Về tất cả ruột gan cũng như là công suất đầu ra và thiết kế kết cấu ngoại hình và cũng như là nội thất bên trong. Hai con không khác gì nhau nha anh em. Thì nó cũng sở hữu một chiếc tăng phô cấu tạo như nhau luôn, và lọc nguồn Mexico, bốn tụ và 28 con sò ép. Bên này cũng sò ép luôn. Đây, ở đây thì nó sẽ chạy nhiều dòng sò, sò ép, sò Mexico. Đấy, và sò FEC.
Rồi những dòng này thì những dòng này với dòng Boss thì bên em bán rất là nhiều rồi, rồi cực kỳ là nhiều. Đó. Nên là nó chạy những dòng đời sò nào thì bên em biết. Có khi thì nó chạy một nửa bên này là sò ép, một nửa bên này SSC, hay một nửa bên này ép, hay một nửa bên này Mexico. Đó. Thì vân vân thì đó là cái chuyện bình thường, thì sò thì nó bình bình thường đấy. Thì nó nhà sản xuất họ sản xuất ra như thế nào thì về thì chúng ta sử dụng như thế thôi. Chứ nhiều anh em thắc mắc thì báo là lai sò nhưng mà không phải nha anh em. Có rất nhiều trường hợp là như thế. Ở những cái hãng khác thì vẫn như thế nha nè. Cờ rau chẳng hạn, cờ rau thì có khi một nửa vùng miệng, một nửa Mexico chẳng hạn. Hay là những con Yamaha như thế này, có khi một nửa bên này là San Ken, một nửa bên này là Mexico. Đó. Nói chung là chúng ta những sản phẩm như thế này về thì em bao xin nghiêm bán cho tất cả anh em. Và hoạt động là hoàn hảo, hàng bao đẹp. Mơ độ mới thì trên 95%, có thể gọi là 98%. Hàng siêu lướt nha anh em, hàng cực kỳ đẹp. Những hàng này về không còn vệ sinh luôn nha. Đấy, em nhìn những sợi dây điện này, đấy, bo mặt này, chân linh kiện này, đấy, cực kỳ là đẹp, mới tinh luôn nha. Hàng như thế này thì phân phối ra cho anh em sử dụng thì bên anh Thành Phố Hồng cũng rất là vui. Và khi anh em nào mà cũng sở hữu được những dòng sản phẩm như thế này thì anh em cũng cực kỳ là vui. Vì người đã lựa chọn được những cái sản phẩm nó rất là tốt. Với những sản phẩm mới như thế này thì độ bền nó rất là cao, vì nó hầu như là rất ít sử dụng, gọi là rất ít sử dụng như thế này, nên nó mới như thế này, cực kỳ là mới luôn như thế này. Cả hai con thì bên em về đều chắc và mới như thế này. Rồi em sẽ quay đằng sau để giới thiệu với anh em về đằng sau của sản phẩm nha. Và anh em báo giá luôn cho anh em. Thì đợt này lấy về được hai con này tại nguồn khác nên là nó giá tốt hơn. Thì có mức giá là 16.500.000 nha. 16.500.000 bao ship toàn quốc cho anh em luôn. Đây, quay một con. Con nào thì nó như nhau thôi. Và em sẽ đọc số series luôn cho anh em để cho anh em lựa chọn. Thì về có hai con nên anh em muốn lựa chọn con nào thì anh em alo không và gửi số series thì em sẽ lựa chọn con đó cho anh em. Đây. Con đầu tiên, con này có mã là 002, có số series là 002, 0002, số cực kỳ đẹp như này, đấy. Số như vừa sản xuất luôn, đấy, chạm lo, cực kỳ là mới luôn, quá là đẹp. Điện là 220 đến 240 hàng xuất ao, công suất là 1800W, mắc in Yoda. Đường vào thì gồm cổng rất sâu ly và ba lăng cái. Lỗ thông gió. Đấy, lỗ thông gió ở dưới này thì nó có một cái bộ phận quạt gió để làm mát cái phần với công suất này nha nè, nên anh em yên tâm về cái độ bền của những cái sản phẩm này, cực kỳ là chất lượng luôn. Đấy. Rồi bên này 001, hai sản phẩm liền kề nhau luôn. Đấy, quá là tuyệt vời nha nè, quá là tuyệt vời. Bên này là 0001, bên này là 0002. Đấy. Anh em nào lựa chọn con nào thì alo không? Con nào thì cũng đẹp như nhau, xuất sắc như nhau. Xuất sắc như nhau luôn nha. Đấy. Quá là tuyệt vời luôn. Nếu anh em nào mà sở hữu được những cái sản phẩm như thế này thì cực kỳ là ưng ý và cực kỳ là vui. Đấy. Thì chúng ta bỏ ra một số tiền mà
lựa chọn cho mình những cái sản phẩm nó tốt, mới. Như thế này thì không có gì mà vui hơn nữa. Đấy, về được vừa phục vụ và vừa vừa ngắm nhìn rất là đẹp, nhìn vào nó rất là phê. Anh em nhìn ruột ra như thế này, những dòng đáy Mỹ thì họ làm cái độ hoàn thiện nó cực kỳ là tốt. Đấy, cực kỳ là tốt nha anh em, đặc biệt là những dòng cover bốt như thế này, độ hoàn thiện của sản phẩm thì anh em nhìn vào độ ruột ra nó này quá là tuyệt vời luôn. Hai sản phẩm nha anh em, 0001 và 0002, thì anh em nào chơi thì nhanh tay liên hệ Quốc Hùng. Và sắp tới Quốc Hùng sẽ về thêm những dòng sản phẩm như thế này để phục vụ tất cả anh em, và những cái dòng cover VT2004 đấy, dòng đó là những dòng cao cấp, dòng khủng, nên là nó sẽ có giá cả cao hơn tí, nên là anh em nào có khả năng, có nhu cầu tài chính thì chơi những dòng khủng, dòng hiếm, và đặc biệt những dòng như thế này thì nó cũng rất là ít và về những cái dòng như thế này để cho anh em, để những cái đợt này thì nó xuống cọc, nó về được những cái dòng như thế này thì nó em gom về để phục vụ cho tất cả anh em. Rồi mọi chi tiết qua thì anh em liên hệ qua số điện thoại cho mình nhé, anh em nhanh tay để sử dụng những sản phẩm cực kỳ mới như thế này anh em. Rồi chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả anh em video sau.